Hello, xin chào quý anh chị và các bạn á. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Thì trong clip này mình sẽ báo nhanh những cái dòng tay ga của Honda này, ví dụ AB125, AB160, Vario 125, SH1 và Vision á. Thì anh chị và các bạn nào mua những cái dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo kỹ clip cho mình á. Để đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có ông Luyến hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Luyến ạ. Hello cả nhà nha, lại là Kim Luyến đây. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho cả nhà về siêu phẩm của dòng xe Honda luôn. Thì tổng hợp tất cả dòng xe. Thì như đầu video thì có vẻ như anh video cũng nói cho mọi người biết về những dòng xe Luyến sắp quay là gì đúng không? Thì mọi người mua xe đừng quên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo 0905299064 ha. Sẽ được hỗ trợ này, tặng một phong bao lì xì 2 triệu đồng, một combo quà tặng lên tới 3 triệu đồng cũng như là hỗ trợ lãi suất cực kỳ rẻ và bao đầu hồ sơ. Áp dụng thì có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo của Kim Luyến nha. Không để mọi người chờ lâu nữa, nó sẽ đi vào báo giá về những em xe này ha. Đầu tiên là về siêu phẩm AB125 màu đen nhám này. Hiện tại thì em này cửa hàng đang hỗ trợ khách hàng với giá là 41.900.000 nha, và trả trước cho Luyến duy nhất là 5 triệu được rồi. Giá xe này là bao gồm VAT em luôn rồi ha. Trả trước 5 triệu đồng thôi và giá xe chỉ có 41.900.000 thôi ha. Ngoài em này ra thì cửa hàng có cả màu đỏ nữa, màu đỏ bản tiêu chuẩn và màu xanh bản tiêu chuẩn nữa ha. Hai em màu tiêu chuẩn hiện tại cửa hàng Luyến đang hỗ trợ khách hàng với giá là 40.900.000 thôi. Chưa có bao giờ mà AB mà xuống giá có hơn 4 triệu đồng luôn mọi người. Nhà tranh thủ mua trong thời điểm này rất là phù hợp luôn nha. Thì đó là dòng xe phiên bản đặc biệt của dòng xe AB160 này, màu xanh nhám. Màu này rất là nhiều bạn hỏi Luyến luôn là em này hiện tại cửa hàng cũng đang hỗ trợ luôn nha, là với giá là 56.900.000 và trả trước cho Luyến duy nhất là 7 triệu đến 8 triệu đồng là đã có thể lên hồ sơ trả góp rồi nha. Rất nhiều màu luôn. Đây là phiên bản đặc biệt nha, còn bản tiêu chuẩn thì nó có gồm màu đỏ này, đỏ bóng này, đen bóng và màu xanh bóng nữa ha, là những bản của phiên bản tiêu chuẩn ha. Rồi, Vario 125 này. Đây, hai màu. Đường luôn. Rất là nhiều màu luôn, thì em sẽ báo giá nhanh cho mọi người luôn nha. Thì hiện tại một em xe Vario 125 bản 2022 và 2023 đang có giá dao động từ 45.900.000 đến 48.900.000 tùy màu, thì phiên bản mọi người lựa chọn nha. Đầy đủ tất cả các màu sắc cũng như là phiên bản cho mọi người luôn ha. Rồi Vision hiện tại giá sao? Vision hiện tại của hai em đang hỗ trợ với giá là 31.900.000 đến 33.900.000 tùy loại ha. Còn đối với bản cá tính thì hiện tại cửa hàng em đang hỗ trợ với giá là 36.900.000 nha. Trả trước tầm 4-5 triệu là được rồi và đã có thể lên xe rồi. Đây là kho xe bên em nha, em quay chủ yếu về những màu zin cho cả nhà thôi. Còn sơn độ thì cửa hàng em đủ màu, mọi người cứ kết bạn Zalo thôi, em sẽ gửi hình ảnh qua cũng như chi tiết về mẫu xe như thế nào ha. Ok, thang mót đi. Đây, hand mót đây. Bản CBS hiện tại có màu đỏ này. Đây, màu đỏ này hiện tại cửa hàng đang mang hỗ trợ với giá là 56.900.000 thôi và trả trước cho em Luyến duy nhất là 7-8 triệu đồng thôi là đã có thể rất ngay em sẽ hết này rồi với giá cực kỳ rẻ luôn ha. Thì đó là phiên bản CBS, còn ABS thì có màu đen nhám này, đen nhám này, màu xám xi măng nữa, là hai màu của phiên bản đặc biệt này. Thì hiện tại một em xe đang có giá là 67.900.000 thôi nha. Đây, bản này cũng vậy này, đỏ bóng này, 67.900.000 một em thôi. Em này là em màu xanh đen ha, nhìn xa có vẻ mọi người sẽ nghĩ là màu đen bóng nhưng mà không phải nha, em này là bản xanh đen nha, xanh hay còn gọi tên khác là màu xanh nhớt đó mọi người. Thì hiện tại một em cũng chỉ có giá là 57.900.000 thôi và trả trước từ 7 triệu đồng rồi đã có thể lên hồ sơ trả góp rồi nha. Rồi, còn hiện tại thì đó là giá xe, còn thiếu SH cao thì SH cao nó nằm lên kia rồi. SH cao thì hiện tại thì giá của nó là dao động mà từ CBS thì 125 thì từ 81.900.000 một em thôi ha, và trả trước 15 triệu là đã có thể lên hồ sơ rồi ha. Ok, đó là giá xe á. Thì anh chị và các bạn nào mua thì liên hệ á. Cảm ơn mọi người đã xem clip á. Xin chào và hẹn gặp lại á.